Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại video nhận định thị trường của team Stock 247 ngày hôm nay. Và em là Minh Tuấn sẽ cùng đồng hành cùng anh chị trong buổi nhận định thị trường ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 3 tháng 1 năm 2023. Phiên giao dịch hôm nay là một phiên mở đầu năm mới tương đối là bùng nổ và rực rỡ. Thì trước khi đi vào nhận định từng phần của video ngày hôm nay thì em gửi lời chúc đến năm mới đến toàn thể anh chị khách hàng có một năm mới đầu tư gọi là thuận buồm xuôi gió, đầu tư đâu thắng đó. Thì bây giờ quay lại với phần nhận định thị trường thì hôm nay anh chị có thể thấy là một phiên mà thị trường tương đối là bùng nổ về cả mặt thanh khoản cũng như là đà tăng khi mà cái tuần chốt nạp trước đó thì thị trường giao dịch khá là buồn ngủ và duy trì cái mật độ thanh khoản tương đối thấp. Thì đến phiên giao dịch đầu năm mới này thì thị trường có một phiên giao dịch tương đối là hưng phấn khi mà thị trường có đà tăng lớn hơn là 3% và điểm số là 36 điểm. Cái số mã tăng là 352 mã và đến 67 mã trần. Và anh chị nhìn vào chỉ số VN50 để thấy là hôm nay ở VN50 đóng cửa thì không có một mã nào có đóng cửa đỏ cả mà hầu như là toàn xanh hết. Thì cho thấy cái sự lan tỏa của dòng tiền trong phiên giao dịch hôm nay cũng tương đối tốt. Quay lại với đồ thị kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy là một phiên mà thị trường tăng rất là mạnh, tạo một cây nến gọi là tăng ngoại mắc nến luôn, đóng cửa cao nhất phiên và quanh vùng 1043 của chỉ số. Thì sau 3 phiên đi ngang của thị trường thì hôm nay cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì một cây tăng mạnh và xác nhận cái phiên bùng nổ theo đà. Thì với cái cây tăng như này thì thị trường đã gần như là xác nhận bước vào một nhịp tăng mới, nhưng mà có một vài điều chúng ta cần lưu ý ở đây là cái vùng mà thị trường đang gặp kháng cự mạnh tiếp theo đó là vùng 1060 này. Thì với cái đà tăng ngày hôm nay thì có thể là trong phiên ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc là ngày kia thì chỉ số sẽ chinh phục được vùng này thôi, nhưng mà đây là một vùng kháng cự khá mạnh của thị trường nên là có thể đến đây thì nó sẽ gặp áp lực điều chỉnh. Và với việc mà MACD hiện tại và cũng như là một vài chỉ báo kỹ thuật như kiểu đường MA20 này đang hướng xuống này, MACD đã tạo một đỉnh rồi, thì có thể là với cái nhịp tăng này thì cái dư địa nó sẽ không quá lớn và chúng ta vẫn ưu tiên là chết đinh tê cộng. Và với thanh khoản nó có cải thiện nhưng mà chưa thực sự quá lớn để anh chị có thể giải ngân tiền lớn được. Với những cái tài khoản lớn tầm nói chung là trên chục tỷ thì chỉ giải ngân đâu đó chỉ tầm 30 đến 4 tối đa 50% thôi. Còn anh chị nào tài khoản dưới thì có thể giải ngân full cũng được. Đấy, thì đây là với thanh khoản như này thì nó thật sự là cũng chưa để chúng ta có thể vào tài khoản lớn có thể vào gọi là hết vào full size của mình được. Quay lại với cái thị trường ngày hôm nay thì anh chị có thể nhìn qua từng dòng cổ phiếu và dòng tiền nó đang lan tỏa tương đối tốt giữa các nhóm ngành. Và hôm nay thì cái buổi sáng thì cái tâm điểm là cổ phiếu là các cổ phiếu dòng đầu tư công và thủy sản là hai cổ phiếu mà có cái đà tăng tốt nhất ở đầu phiên sáng sau cái thông tin mà chính phủ phát động cái tháng thi đua cao điểm để giải ngân đầu tư công. Thì sau cái thông tin này thì các cổ phiếu đầu tư công ngay từ đầu phiên sáng đã tăng trần từ rất là sớm, tiếp theo đó là các cổ phiếu dòng thủy sản. Thì nhóm đầu tư công này thì thường thì nó tăng thì thường thì sẽ chủ yếu theo kỳ vọng là chủ yếu. Và thật sự thì về nhìn về kết quả kinh doanh của nhóm này trong cái thời gian sắp tới và cái giai đoạn vừa qua thì thật sự nó không quá là khả quan đâu. Nó gọi là nhóm này sẽ tăng theo tin và theo kỳ vọng là chủ yếu thôi. Nên là đối với anh chị nào đang gọi là có nhóm này thì em nghĩ là nó cũng chỉ ưu tiên trading T cộng thôi. Còn tí nữa điểm chốt lời như nào hay hỗ trợ kháng cự nào thì em sẽ tí nữa đi chi tiết vào từng dòng cổ phiếu thì em sẽ nói chi tiết hơn. Và nhóm thủy sản thì vẫn là cái kỳ vọng từ Trung Quốc mở cửa, và trong cái tuần này là ngày mùng 8 tháng 1 thì là Chủ nhật, thì Trung Quốc bắt đầu Chủ nhật tuần này thì Trung Quốc bắt đầu chính thức mở cửa trở lại và có thể là giao dịch gọi là tương đối là Trung Quốc cũng là một cái nước mà gọi là xuất nhập khẩu khá lớn ở nước ta. Và đặc biệt là nhóm thủy sản là các cổ phiếu liên quan đến cá tra và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tỷ trọng lớn thì được hưởng lợi khá là nhiều. Và hôm nay cũng tăng trần từ tương đối là sớm. Và sau đó thì dòng tiền bắt đầu lan tỏa ra tất cả các nhóm ngành.
Và cuối phiên thì đến phiên ATC thì cái lực mua bắt đầu được gia tăng và đóng cửa giúp chỉ số tăng cao nhất phiên trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và với phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy rõ là việc cầu đã có thể chấp nhận mua giá cao hơn và kéo dứt khoát, thì chủ yếu là hành động của tạo lập, vì giai đoạn trước nghỉ lễ thì gần như không có hàng mấy, và giao dịch ở cái vùng thanh khoản thấp như này thì gần như là cái lượng giao dịch nó không có quá là nhiều. Và hôm nay với việc đóng đóng cửa này thì dòng tiền nó khá là đồng thuận. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi nhìn sâu vào, đi phân tích sâu hơn vào từng dòng cổ phiếu một để đánh giá xem là những cổ phiếu nào mà chúng ta có thể có cơ hội trong phiên ngày mai, hoặc là đã đến cái điểm chốt lời mà anh chị cần lưu ý. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với các cổ phiếu nhóm banh, nhóm mà gần như là ảnh hưởng nhiều nhất đến chỉ số hiện tại. Nhóm này thực sự thì nó muốn kéo tăng mạnh thì nó sẽ cần dòng tiền lớn, nên là các cổ phiếu hôm nay nó tăng với một đà tăng vừa phải, không phải là quá mạnh mẽ như cái giai đoạn trước. Đầu tiên là BID, là nguồn cổ phiếu mà bị bật lên xong quay lại bán về nền, rồi hôm nay có quay lại và trở lại thì kháng cự BID là cái vùng 42 này, là cái vùng cản tương đối cứng của cổ phiếu này. Và anh chị cần lưu ý, nếu ai mua trong phiên giao dịch hôm nay thì đợi hàng về, nếu mà nó không không vượt được vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt lời bớt, tại vì chúng ta vẫn ưu tiên nhịp này trên cộng. Nếu vượt 42 thì cái vùng tiếp theo là vùng cản 45, 44 này, 44 45, cái vùng cản tiếp theo của cổ phiếu này. Thêm nữa là một cổ phiếu em đánh giá sức mạnh tốt hơn là STB. STB thì cũng về MA20 và bật trở lại, thì kháng cự STB hiện tại là vùng 24, và xa hơn nữa là vùng 26, 25, 26 này, là vùng cản khá là mạnh của cổ phiếu này. Và các cổ phiếu trong banh thì có cái vận động đang khá giống của VN-Index khi mà tạo đỉnh xong quay lại xong bật trở lại. Tiếp theo là Techcombank, trở lại và gặp ngay kháng cự đường MA20 này, và có thể nó sẽ lình xình ở đây một vài phiên sau đó bật trở lại, thì cái đấy tùy theo cái sức mạnh của cổ phiếu này và cũng như là thị trường nó vận động thế nào để cổ phiếu này có thể được hỗ trợ và vượt được cái vùng này. Thì Techcombank đây là vùng kháng cự rồi, nếu anh chị nào trading T cộng thì mua hôm nay thì có thể đợi hàng về mình xử lý chốt lời bớt. Với mua cây hôm nay thì mua ở những cái vùng này thì em đánh giá tương đối là hàng về thì mình cũng khó có thể bị lỗ được. Cùng lắm là nếu mà thị trường có tiến đến vùng 1060 mà gặp áp lực quay đầu thì cổ phiếu này cũng chỉ test lại đây thôi, thì chúng ta cùng lắm là bán hòa thôi đối với những cổ phiếu ở trạng thái yếu hơn trong nhóm banh và vận động ở bên dưới như kiểu Techcombank. Còn nhóm trên là STB này, như vừa nãy em nói, BID và LB Bank. LB Bank hôm nay cũng bật, và cái kháng cự của cổ phiếu này là đó là vùng tiếp theo là vùng 14, cũng là một kháng cự khá cứng của cổ phiếu này. Thì anh chị để lưu ý vùng này để chúng ta cân nhắc. VB Bank cũng tích lũy và bật trở lại, kháng cự là vùng 19 này, xa hơn là vùng 20. Thì anh chị có thể lưu ý các vùng kháng cự này để mình có thể canh chốt lời với cổ phiếu này. MB hôm nay vượt được MA20, có thể là cho nó sẽ lình xình ở đây một vài phiên sau đó quay lại test lại cái vùng vùng kháng cự 19 này. Anh chị có thể lưu ý nhé. Đó là một vài SHB nữa. Đây, cũng quay lại trạng thái thì tương đối giống Techcombank, cũng quay về MA20 bật lại và gặp kháng cự MA20. Về vận động thì khá giống Techcombank nên anh chị lưu ý, và kháng cự của STB là vùng này, vùng 10.8 thì tương đối khá giống VN-Index bật trở lại, và vùng 1060 của VN-Index thì cũng giống cản đây kiểu vậy về vận động. Thì đấy là một vài cổ phiếu dòng banh, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cổ phiếu dòng chứng khoán. Chứng khoán hôm nay thì vẫn về đa số thì vận động khá giống nhau, vẫn đang dưới MA20 thôi và quay trở lại đóng
test lại M50 và quay lại bật trở lại, gặp cản M20 VCI này, VND này, SSI này, lại về trạng thái khá giống nhau. Và vùng cản cũng là cái vùng trên này, vùng nền trên này, lúc mà thị trường lình xình. SSI thì 20 năm này, VCI thì là vùng 26 27 này, VND này là vùng 16 16.5. Đấy. Đây là vùng cản của các cổ phiếu này. FTS này cũng vậy, về vận động khá giống nhau. Duy nhất của BVS thì hôm qua có bật và hôm nay thì duy tiếp tục duy trì đà tăng thôi. Và cái vùng mà BVS hướng đến là cái vùng 23.5 24 này của cổ phiếu này. Thì anh chị nào có vấn đề thì lưu ý chốt lời. BVS thì nó là một cổ phiếu thanh khoản thấp nên là để chúng ta giải ngân sai lớn cũng tương đối khó, nên là anh chị nào mua thì chết đinh tê cộng thì lưu ý cái vùng kháng cự này, vùng 24 này, 24.5. Ok, tiếp theo sẽ đến với nhóm thép, nhóm mà khi mà Trung Quốc mở cửa cũng sẽ được hưởng lợi khá là nhiều, khi mà thứ nhất là cái nhu cầu xây dựng quay trở lại và cũng như là giá thép trong cái giai đoạn vừa rồi cũng tăng để hỗ trợ cái nhóm này tăng, có thể tăng điểm trở lại trong cái thời gian sắp tới. Còn về kết quả kinh doanh thì nhóm thép nó cũng chưa được cải thiện quá là nhiều đâu, chúng ta vẫn cần thời gian để gọi là nhóm này gọi là hồi phục về mặt kết quả kinh doanh. Nhóm thép đầu tiên là nhắc đến Hòa Phát. Hòa Phát nói về vận động thì nó cũng không khác gì mấy các cổ phiếu trong banh, tại vì nó là một cái nhóm, nó là cổ phiếu lớn gọi là nhóm blue ấy, thì nó khá là nặng, khi mà tăng thì nó sẽ cần dòng tiền lớn, thì nó vận động quay lại đây và bật trở lại cái tăng trần và đang hướng đến cái vùng kháng cự vùng 21 này. Thì có thể đến đây nó sẽ gặp áp lực điều chỉnh, anh chị lưu ý vùng này, với ai có Hòa Phát thì sẽ để ý vùng đấy. Nhẹ hơn thì sẽ có Nam Kim và Hoa Sen thì cũng tương tự thôi. Vùng kháng cự của Nam Kim nó là vùng 14 5 15 15. Hoa Sen là vùng 14. VGS. VGS thì là vùng 12.8 đối với cổ phiếu này. Tiếp theo là nhóm thủy sản, cũng là một nhóm được hưởng lợi khá nhiều, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu cá tra, ví dụ như kiểu IDI này, ANV là hai cổ phiếu xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc khá là nhiều. Thì hai cổ phiếu này tăng trần từ khá sớm, thậm chí dư trần rất là nhiều. Đi hôm nay thì dư trần đến hơn 2,8 triệu cổ phiếu. Thì với dữ liệu này có thể ngày mai tiếp tục là một cây trần thì sẽ quay lại cái vùng kháng cự này. Trần thì có thể vượt đây, xem vùng này quay đó vùng 12.3, 12.5. Thì sẽ quay lại đây. Thì nếu ngày mai dư trần tiếp thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, có thể là nó sẽ tiếp đến vùng 14 này. Khả năng với cái dư địa như hiện tại và cái lực mua mạnh như thế này thì ED có thể quay lại cái vùng 14, anh chị lưu ý nhé. ANV. Đây như em nói dặn trước thì kháng cự đây là vùng 29. Trước mắt nó sẽ là vùng 26 này. Thì với cái lực mua như này thì ANV cũng có thể sẽ giống ED. Nó sẽ có thể tiến đến cái vùng kháng cự cao hơn là vùng 29 này. VHC thì là cổ phiếu gọi là ăn theo thôi. Cổ phiếu VHC thì xuất khẩu chủ yếu là sang Mỹ. Còn Trung Quốc mở cửa thì nhóm này tăng thì gọi là nó lan tỏa dòng tiền sang thôi. Cũng không có gì, một phiên bật vôn khá là đẹp của VHC. Thì vùng hướng tới tiếp theo đó là vùng 76. Và thật sự là hôm nay là một phiên mà thị trường tăng điểm và dòng tiền lan tỏa tương đối tốt. Các anh chị nhìn nhìn tổng thể trên thị trường gần như là nhóm ngành nào cũng sẽ tăng điểm, từ thủy sản bán lẻ, thép này, bất động sản khu công nghiệp này và dầu khí. Dầu khí cũng là một nhóm mà có được hưởng lợi khi mà Trung Quốc quay trở lại hoạt động, mở cửa gọi là BVD hôm nay một phiên bật khá là đẹp, bật nền và đang cái vùng hướng tới tiếp theo đó là vùng 21, 21, 22 của cổ phiếu. BVS thì yếu hơn, BVS thì vận động dưới MA20.
thì cũng gọi là chưa có gì. Chúng ta mua thì cũng không ưu tiên những cổ phiếu dạng yếu này, chủ yếu là tập trung BVD này. BVT thì về vận tải nhiều hơn, nó là nhóm dầu nhưng mà nó liên quan vận tải và là cổ phiếu khá mạnh trong cái đoạn vừa rồi khi mà thị trường điều chỉnh. Mà cổ phiếu này vẫn duy trì được nền tích lũy và khi thị trường quay trở lại tăng điểm thì nó vượt đỉnh và tiến đến cái vùng kháng cự mới là vùng 23 này. Vùng này cũng là cái vùng cản khá là mạnh của cổ phiếu này, vùng 23 24 này. Vùng cản khá là mạnh của cổ phiếu này. Anh chị nào có thì cũng sẽ canh vùng này lưu ý. Tại vì thường đến đây thì cổ phiếu thường có tình trạng là bị sập gãy mạnh. Đây, nhận trước tiến đây rơi điều chỉnh. Quay lại test lại tiếp tục điều chỉnh. Đoạn này không biết là cái dòng tiền và lực mua có đủ mạnh và kết quả kinh doanh của cổ phiếu này thì em dự trong cái quý 4 vừa rồi cũng tương đối là tốt về mặt cơ bản. Thì có thể là sẽ có dòng tiền hỗ trợ xem cổ phiếu nó có vượt được cái mốc này hay không. Đấy là review qua về một vài dòng cổ phiếu mà anh chị quan tâm trong giai đoạn vừa rồi. Và hôm nay thì trong Zoom thì em cũng có điểm cho anh chị khách hàng những cái cổ phiếu này. Đây. Anh chị có thể thấy đây một vài cổ phiếu mà trading T cộng chú ý, nhưng mà chúng ta phải chú ý tỷ trọng, ví dụ như là Shell này, Nam Kim này, STB, LB Bank, VND, SSI, HAG, IDI thì lúc đấy IDI với ANV nó trần khá sớm thì chúng ta có thể để ý sang VSC. Quên mất vừa nãy còn có nhóm bất động sản nữa, thì có ví dụ Shell là một cổ phiếu cũng tương đối là mạnh này và có thể nó đang hình thành cái mô hình à, cái nêm bứng xuống mà nếu mà nó bứt phá được đây, nó bứt phá được qua vùng này thì khả năng sell có thể quay lại những cái vùng cao hơn, ví dụ vùng 27 này và xa hơn nữa là vùng 3x của cổ phiếu bước cổ phiếu sell cũng là một cổ phiếu tương đối mạnh trong dòng bất động sản và khá nhạy với dòng tiền, thì tại vì khi mà bắt đầu dòng dòng này bắt đầu tăng thì Shell lúc nào nó là cổ phiếu gần như là trần đầu tiên trong nhóm này. Đích này, Nam Long này, cổ phiếu mạnh trong đoạn vừa rồi này, đi nền này, hôm nay thì tiếp tục duy trì đà tăng thôi, vượt đỉnh thôi và cái vùng hướng tới tiếp theo là vùng 34. Sau bất động sản thì cái nhóm mà có thông tin gọi là tích cực trong ngày hôm nay đó là nhóm đầu tư công cũng trần từ khá sớm, ví dụ như kiểu là KSB này, nhóm đá này. KSB thì hôm nay tăng có tạo gap thì đây cũng là cái vùng kháng cự của KSB rồi, thế anh chị nên lưu ý nếu ngày mai cổ phiếu này tăng mạnh và tiếp tục có trạng thái dư trần thì chúng ta có thể chốt lời bớt được rồi. Với anh chị nào hàng về, còn anh chị nào hôm nay thì thật sự thì cổ phiếu này không không mua được. Thường đầu tư công anh chị phải mua từ các gọi là phiên mới bật này cơ, thì có thể mai hàng về rồi thì xem gap lực chốt lời như nào. Thường với việc tạo gap như này và cái vùng kháng cự mạnh này thì KB sẽ có một cái gọi là cái áp lực điều chỉnh cũng tương đối đấy. Xem nó hấp thụ nào, LCG quay lại vùng kháng cự thôi. Đây, ngay trước mặt vùng 8 này, 8.5 này. Chúng ta cũng theo dõi xem ngày mai nào, hôm nay cũng dư trần khá lớn. Xem ngày mai cái lực mua nó còn mạnh và có thể giúp cổ phiếu bứt phá qua cái vùng kháng cự này không. Còn nếu suy yếu đây thì anh chị nên chốt bớt. Và thường thì cổ phiếu nhóm đầu tư công thì nó tăng cũng thật sự không thật sự bền, tại vì nó là sóng kỳ vọng. Và thường nó sẽ là cái dòng tiền đầu cơ rất là nhiều. Nên là một khi đã điều chỉnh thì nó điều chỉnh cũng rất là mạnh. Anh chị nhìn vào những đoạn trước tăng rất là mạnh nhưng cái điều chi điều chỉnh cũng rất là phụ đối với cổ phiếu như như nhóm đầu tư công. Nên là chúng ta cũng lưu ý về cái hành động của mình. Khi mà cổ phiếu suy yếu thì cũng không nên kỳ vọng quá là nhiều. Khi mà dòng tiền đã ao ra thì chúng ta cũng nên chốt lời hết thôi. Phê con vậy. Cổ phiếu đầu tư công này
có cái trạng thái mở gap khá nhiều, BLC. BLC thì cái vùng hướng đến nó là vùng cản, tiếp theo là vùng 27 này, cản khá lớn, một cái nền tích lũy dài này và giao dịch giằng co ở đây, thì cái vùng này thì để mà cổ phiếu nó vượt qua em đánh giá tương đối khó. Muốn tăng mạnh thì nó phải vượt hẳn qua cái vùng 30 này cơ. Đấy. Thì nó sẽ hướng đến được về, may ra thì hướng đến được về vùng đỉnh cũ. Còn không thì những cái vùng trên này 27 sau đó 30 cản rất là mạnh. Nên là cũng chúng ta cần lưu ý. Nói chung là thông tin này chính phủ thúc đẩy, nhưng còn thật sự về cái thực tế ấy, thì cái lượng mà chúng ta cũng biết như các năm trước là khi mà chính phủ dục nhiều thì tuy là dục rất là nhiều, nhưng mà cái tiến độ giải ngân đầu tư công nó không phải là quá mạnh mẽ, nó không đủ đạt chỉ tiêu. Nên là đây chúng ta cũng cần lưu ý trong với cái nhóm này, với anh chị nào đang có thì cũng chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá là nhiều. Khi mà năm 2023 thì là một năm mà theo đánh giá của em thì nó cũng là một năm khá khó khăn, gần như là nó là một năm suy thoái, thì việc để chính phủ đẩy mạnh vào đầu tư công nó cũng rất là khó. Ok, tiếp theo thì chúng ta quay lại với VN Index. Thì nhìn vào thị trường hiện tại thì tuy là một phiên thị trường tăng điểm khá là mạnh và có vượt cản chéo này, nhưng về cái để mà chỉ số tăng được dài thì em đánh giá nó quan trọng nhất vẫn là phiên trong trong tuần này, khi mà thị trường đóng đến có vượt được cái vùng cản 1060 1070 này hay không. Nếu vượt được thì cái vùng cản bên trên tiếp theo là vùng 1100, nó cũng khá là mạnh, thì chúng ta cũng cần theo dõi này. Đấy, là vùng cản khá là mạnh của chỉ số. Và hiện tại về các chỉ báo kỹ thuật như kiểu Bollinger Band hay các đường MA thì nó cũng không đồng thuận để có một cái nhịp tăng mạnh như cái phiên bùng nổ theo đà của ngày 25 tháng 11 này. Nên chúng ta cũng cần lưu ý trong các phiên sắp tới. Và Tết thì cũng sắp cận kề, chỉ còn tầm 2 3 tuần nữa Tết rồi, nên là anh chị cũng không nên quá gọi là ham hố vào cái nhịp này, để chúng ta gọi là đón Tết nó có một cái tâm lý thoải mái hơn, tránh bị ảnh hưởng cái tâm lý đầu tư, sao cho nó thứ nhất là nó không bị áp lực, và thứ hai là không bị ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta quá là nhiều. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của video này là nhận định về phái sinh. Thì phái sinh phiên hôm nay cũng là một phiên mà thị trường tăng tương đối là mạnh. Khi mà đầu phiên sáng mở cửa thì thị trường có tạo gap giảm, nhưng ngay sau đó thì hàng quay lại lớp gap và duy trì cái đà tăng khá là mạnh và vượt được cả cái vùng kháng cự 1010 của chỉ số này. Và hôm nay thì em cho anh chị khách hàng long khi mà chỉ số vượt được cái đường cản chéo này. Đấy, vượt kháng cự đây. Đóng đến qua đã bắt đầu long 1010, 1011 và chốt lời 103x. Tại vì cái giai đoạn đây là giai đoạn sau 2 giờ, tại vì sao chúng ta em lại cho anh chị khách hàng chốt sớm này, sau 2 giờ thì cái biến động nó rất là mạnh, thì chúng ta cũng không nên quá rủi ro, tại vì một phiên mà chúng ta đã lãi từ 1010 đến 103x là đâu đó hơn 20 điểm rồi. Chúng ta không phải quá rủi ro để ham hố vào những cái nhịp này. Và thêm 30 mà lên đóng cửa đến 45 thì 15 tầm 10 hơn 10 điểm đấy. Nhưng mà nó những cái nhịp rũ như này thì em nghĩ nếu anh chị nào cầm nhiều khá khó khó có thể giữ được, nên là chúng ta cứ an toàn bảo vệ thành quả thôi. Bởi vì phái sinh thì anh chị biết là trong cái giai đoạn gần đây, một cái tuần chốt nạp thì thường sau 2 giờ thì biến động rất là khó chịu đấy, kéo tăng phát đạp xuống gần như là về tham chiếu và thậm chí còn về luôn cả đáy cũ đấy, thì chúng ta có lãi rồi thì chúng ta bảo toàn. Nói chung là cuộc chơi của phái sinh, cuộc chơi dài dài, chúng ta cũng không nên quá ham đố một phiên lãi nhiều. Sau đó với hình thành cái phương pháp đánh như vậy thì chúng ta cũng sẽ mất nhiều trong các phiên mà thị trường biến động mạnh thôi, nếu mà không quản trị ở tốt. Tại vì phái sinh là gọi là một cái kênh đầu tư nó rủi ro cao rất nhiều với hơn với cơ sở, và nó biến động rất là mạnh. Ok, quay lại với
cái chiến lược giao dịch trong cái phiên ngày mai thì như thế nào, khi mà thị trường đóng cửa tiến thẳng đến cái vùng kháng cự 1045 này, và với cái dư địa tăng này thì có thể ngày mai nó sẽ quay lại lớp gap trước mặt là vùng 1050, và sau đó thì 1050 105x này, sau đó thì có thể là quay trở lại lớp gap và nó sẽ lình xình ở đây đi ngang, có thể là sideways đâu đó biên vùng 1040 hoặc 1038 40 đến vùng 1050 5x gì đấy, 50 52 gì đấy đấy, quanh quanh biên như vậy. Xong sau đó với hình thị trường mà hấp thụ tốt thì tiếp tục nó sẽ duy trì đà tăng, tại vì với một phiên tăng mạnh như ngày hôm nay thì thường thì cái dư các phiên sau thì nó biến động nó sẽ không quá nhiều, thường sẽ biến động sideways thôi. Và cơ sở thì hiện tại thì hầu như các chỉ báo nó không quá ủng hộ và cái đà tăng khá là nhiều, nên là nếu mà cơ sở không tăng mạnh thì phái sinh cũng khó có thể tăng mạnh được, thì nó có thể là giao dịch sideways biên rộng, thì anh chị cũng thể lưu ý. Gap tạo ra trong phiên hôm nay cũng tương đối là nhiều thì có thể nó sẽ quay lại lấp, thì chúng ta lưu ý tiếp trước mặt là cái vùng kháng cự 1050 này, 1055 thì chúng ta có thể canh ngày mai, nếu tiến vùng này suy yếu chúng ta sẽ short ở đây quay lại kỳ vọng là lấp gap hoặc ăn ngắn thì cũng về cái vùng 45 này được 5 điểm đấy, và xa hơn là về vùng lấp gap vùng 37 38 này đấy của chỉ số. Sau đó thì lo ngược trở lại ở những cái vùng này, vùng 103 3 35 3 38 này đấy. Đây là chiến lược giao dịch của phiên giao dịch ngày mai. Thì với những cái dư địa mà dòng dòng tiền nó vẫn còn đang mạnh và đà tăng đang mạnh thì vẫn ưu tiên long hơn, trước khi đến vùng kháng cự này nó suy yếu bắt đầu có những cái dấu hiệu và tạo đỉnh, ví dụ như kiểu là RSI phân kỳ hay MACD ở các khung thời gian 5 giờ này hay là 5 phút hay 15 phút thì bắt đầu chúng ta phải canh short trở lại. Còn về vận động của giao dịch của các khối trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối ngoại thì tiếp tục hôm nay thì có chốt lời bớt cái số hợp đồng long của mình, khi mà cả phiên sáng đâu đó em nhớ là gần đâu đó đến tận 2 giờ cơ, khi mà cái hợp đồng mua này là 4.900 này mà bán thì đâu đó chỉ hơn 1.000 thôi, và đến cuối phiên khi mà thị trường tạo gap giao dịch 9.000 thì không ngoại chốt đâu đó khá là nhiều, cho thấy động thái bắt đầu đang có dấu hiệu chốt lời dần. Tiếp theo là về tự doanh phiên nay thì sọt nhẹ đâu đó loanh quanh 700 hợp đồng thôi, không có gì quá lớn, tại vì hai cái nhóm này gọi là chuyên gia giao dịch ngược chiều nhau. Thì nước ngoài nâng cái lũy kế nắm giữ mình là hiện tại đang là 18.300 hợp đồng, còn tự doanh là rơi vào 3.600 hợp đồng. Đấy. Nếu anh chị nào đang muốn xem lũy kế và các khối đang nắm giữ như nào thì em update một số thông tin như vậy để anh chị có thể tiện theo dõi hơn. Còn về chiến lược giao dịch thì em đã đưa ra rồi, thì anh chị lưu ý cho phiên giao dịch ngày mai. Thì video của em đến đây thì cũng kết thúc, thì chúc anh chị một buổi tối tốt lành và hẹn anh chị vào các video lần sau.